dám chơi hạng đây hả? Không phải chuyện của mày, biến. Biến hả mày? Ai sai tụi bay tới đây? Tao có lời nhắn cho mày. Nhắn cái gì? Thả Trường Lâm ra. Nếu không, nếu không thì sao? Từng đứa trong đội của mày sẽ bị trả giá. Mày nói vậy là sao? Nhà của mày là do tụi tao đốt đó. Hôm nay tao quánh và cảnh cáo mày, lần sau không may mắn như vậy đâu. Nhớ kỹ lời nhắn của tao nghe mày. Đi. Anh không ngờ chúng dám hành động như vậy. Bọn chúng nói đây chỉ là lời cảnh báo. Nếu chúng ta không thả tên Lâm ra thì bọn chúng sẽ lần lượt hạ thủ từng người một trong đội của mình. Dĩ nhiên là ta không cho chúng thực hiện ý đồ đó rồi. Vậy là anh sẽ chỉ đạo anh em phòng vệ với những lời hăm dọa của bọn chúng chứ? Chúng ta phải cẩn thận, nhưng chúng ta không sợ lời thách thức của bọn chúng. Nhưng nếu bọn chúng ra tay thật thì mình cũng thật khó đề phòng. Anh biết, bọn chúng ở trong bóng tối, còn mình ở ngoài ánh sáng. Chúng ta không thể cử người bảo vệ từng thành viên trong đội, cũng như là gia đình họ hàng của họ 24/24 được. Anh đã cho thu thập thông tin, xin lệnh khám xét, truy bắt những cơ sở làm ăn phi pháp của tên Trường Lâm, kể cả những cơ sở anh em của hắn. Nếu chúng ta có đủ bằng chứng là hắn có liên quan. Em chỉ sợ anh làm mạnh tay quá, khiến cho bọn chúng càng thêm hăng máu, rồi thực hiện lời hăm dọa quyết liệt hơn. Anh sẽ bắt gọn bọn chúng. Chỉ tiếc tên Trương Hùng sống lần này. Nếu như vậy thì chúng ta phải ra tay trước bọn chúng mới được. Em tập trung tất cả anh em làm thủ tục giấy tờ cho anh đi. Rõ. Nè, ông đang suy nghĩ cái gì vậy? Không có gì. Tôi đang nghĩ thử xem tụi Cung An sẽ làm gì khi nhận được tin nhắn của mình. Mà phải công nhận, con nhỏ cứng cựa thiệt. Một mình đó thôi mà xử hai thằng đàn em của mình, làm cho hai tụi đó điên đảo luôn. Thì bởi vậy nó mới là công an phòng chống ma túy. Nghĩ cũng tiếc thiệt, tại vì bây giờ mình không có tay trong, cho nên mới xảy ra cớ sự khó khăn như vậy. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, tìm ra một thằng chịu ăn tiền có tin tức tốt cũng khó. Tôi đã thử rồi, cho người liên lạc hết rồi, mà có thằng chó nào chịu tham gia đâu. Tụi nó sợ liên lụy thôi mà. Bởi vậy lúc cô cổ cả làng kéo tôi ăn, bây giờ gặp chuyện kiếm một thằng đó con mắt. Như vậy thì mới phân biệt được đâu là bạn đâu là bè chứ. Bạn bè kiểu đó tao chẳng thèm kết giao làm cái gì. Mà nè, ông có thấy trong chuyện này có gì lạ không? Lạ cái gì? Thì đó, tự nhiên á, thằng Hùng đòi giết ông Lâm nhà mình, rồi bây giờ đòi giữ cái mạng sống của ổng, rồi kêu đội đỏ tham gia với mình. Con có tức không chứ? Tao biết chắc là nó muốn đội đỏ theo mình, lợi dụng lúc hỗn loạn để cử thằng Lâm cho nó. Thằng này công nhận nham hiểm thật. Mà tại sao vậy? Tự nhiên ông biết, ông không nói cho tôi biết là sao? Nói cho mày biết thì làm được cái gì? Thì đó, nếu như mà hôm bữa ổng cứu được ông Lâm nhà mình, đúng không, rồi trong cái đoàn xe đó, rồi khử luôn, biết làm sao đây? Tại tao biết chắc thằng Lâm không có trong đoàn xe đó. Ông hay quá, sao ông biết? Mày nghĩ thử xem, đi đường bộ một đoạn đường dài như vậy, qua nhiều vùng núi hiểm trở, dễ gì công an nó chịu để yên cho đoàn xe đi ngô hộ ổng mà chở thằng Lâm đi ban ngày như vậy. Ông giỏi ghê, họ đi ban đêm mà. Nếu muốn tới nơi phải đi đường bộ một ngày một đêm mới tới. Ông nói vậy cũng đúng. Vậy là thằng Hùng vẫn giữ ý định khử ông Lâm nhà mình. Vậy mà còn bày đặt.
hù theo tụi mình, hù dọa công an đòi thả người nữa. Đây chỉ là cách xoa dịu nội bộ của nó thôi. Anh ơi, anh đánh hay lắm đó nghe. Cảm ơn. Thôi, anh ngồi nghỉ đi. Chạy ra sân ha. Nước của bà. Làm gì mặt chảy xệ dữ vậy? Bộ nắng lắm sao? Cứ mỗi lần rảnh tay là nhớ tới hai cái thằng anh em chết tiệt kia. Anh đừng quá lo, nhất định kỳ này á đội đỏ không làm anh thất vọng đâu. Kêu họ bám sát hai cái thằng ngu đó, không thì bể hết. Dạ em biết rồi. Thứ gì không biết tính toán gì hết. Em dặn họ luôn bám sát ở quán bar với nhà thằng Hào nữa. Công nhận kế hoạch xoa dịu của anh có kết quả với ông Vĩnh. Thằng Hào ghê ha. Em cũng biết là anh đang xoa dịu tụi nó sao? Sao mà không biết? Em nghĩ là ông Vịnh cũng biết đó. Thằng cha ngu ngốc, suốt ngày cứ nói anh em tình máu mủ ruột thịt, trong khi bản thân ông á thì sắp bị tù một gông vì thằng Lâm mà ông không biết. Không biết tính toán, ngu xuẩn. Có người anh như ổng, anh nên mừng mới phải chứ. Đã bất đồng bất tương duyên luôn. Em chưa nghe câu đó sao? Tính ra cái chiêu xoa dịu của anh á gài đúng chỗ ngứa của ổng. Ít ra thì nó cũng giúp được cho anh tránh được cái chuyện lục đục nội bộ trong lúc nguy cấp. Hơn nữa mình còn dằn mặt được cái đám công an, nhất là thằng Lê Mạnh. Thằng khốn, nó cứ đeo đuổi Trương Hùng, không biết có thù oán gì. Nó cứ đeo đuổi Trương Hùng từ lúc còn tay lắm chân bùn tới giờ.